nhập heo yêu. Tuy nhập heo yêu có thiên phú bảo kích thần lực bẩm sinh, dễ nhận được cấp bội thưởng, nhưng nó rất thích ngủ nướng, càng về sau tu nguyên tăng càng chậm. Còn tiểu nhân lại hoàn toàn khác, người lúc mới chơi chỉ có thiên phú một mũi tên chúng hai đích, nhưng ở chỗ ổn định hơn nữa, chỉ năng đặc thù của tiểu nhân có thể giúp nói. Chắc không đồng cấp rồi nha các bạn. Cấp 68 được phi nguyên này. Và mình cũng muốn cứ chơi để tạo tiền đề cho nhà mày. Cảm thấy nhiều khi cứ mệt xui. Nó tám tầm này, nó càng mình nhiều. Chắc có sống. Chắc anh nó thiếu con hồi máu. Đấu ba trận này mình để nha.
mình chủ yếu ăn hai đạn thôi, còn đạn kia mình thí mạng cười, chắc con này cũng giống như mình. Vậy chắc cũng ổn hả bạn, thì thử rồi nó thắng mình nè, không chỉ là hai trận này nó quyết định mà đặt hy vọng là con này thôi. Cặp xăm bỏ mì sáng thí đi, tới đâu tới thì mình thử. Trở lại là cấp 600 mấy. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bữa nay chơi ngắn tới 9 phút rồi.